diễn ra trong các ngày từ 25 đến 31 tháng 3 tại Huế. Tuần lễ thơ thiền đã khép lại với 4 hoạt động chính và 2 hoạt động hưởng ứng, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người thường làm, nhắc nhở thế hệ hôm nay về những giá trị trường tồn của hệ thơ tại đạo, đạo thiên nhiên, đạo làm người. Mở đầu với không gian triển lãm thơ thiền Việt Nam tại Liễu Quán, giới thiệu đến công chúng 32 trang tiêu biểu được trích từ 2 cuốn sách thơ thiền thời Lý Trần và Lê Nguyện theo hình thức poster thơ, với phần nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, dịch sang tiếng Anh, đem đến cho người thượng hoàng những cảm xúc thẩm mỹ từ các án thơ thiền. Nối tiếp là chương trình tọa đàm thơ thiền Việt Nam, nơi các thiền sư, các nhà khoa học và cả thế hệ trẻ, dù xuất phát từ các hướng tiếp cận khác nhau, nhưng đều chung sự cảm nhận, phân tích, đánh giá về chân giá trị của di sản thơ thiền và những giá trị tinh thần của di sản này trong hành trình phát triển của dân tộc. Trong khuôn khổ của tuần lễ, hai hoạt động do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện là diễn sướng thiền thi mấy đoá và triển lãm thơ thiền Việt Nam qua thư pháp chữ Hán, với mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng đối với người thượng làm về di sản thơ thiền. Dù tuần lễ thơ thiền đã kết thúc, nhưng hoạt động triển lãm thơ thiền Việt Nam qua thư pháp chữ Hán tại Vườn Thiều Phương Đại Nội Huế sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 10 tháng 5 năm 2023.